Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Win Movie. Đối với các bạn, đâu là series hội tụ nhiều phản diện hấp dẫn nhất mà vũ trụ DC từng cho ra mắt? Young Justice, Birds of Prey hay Titans? Còn với mình, câu trả lời chắc chắn phải là Gotham, loạt phim ăn khách từng được Warner Bros. Sản xuất và trình chiếu trên sóng Fox từ năm 2014 đến năm 2019, và mình cũng tin sẽ có khá nhiều bạn có chung cảm nhận như vậy. Có thể nói Gotham từng là cú đột phá của DC trong dòng phim truyền hình, bởi lẽ series này như tiền đề cho rất nhiều sản phẩm của DC. Gotham giải thích cho thân thế của dàn nhân vật xoay quanh Batman, giúp người xem nắm bắt được quá trình phát triển của người rơi và giải mã sự hình thành của cái ác ở thành phố này. Nhờ đó mà quá khứ của những cái tên phản diện lẫy lừng như Joker, Nisha Gun hay Bane được hé lộ. Đây cũng chính là điểm đặc sắc mà Gotham đã xây dựng lên, giúp những khán giả hệ newbie hình dung ra cội nguồn cái ác mà Batman sau này phải diệt trừ. Và thành công rực rỡ nhất mà series đạt được không gì khác chính là dàn phản diện này. Vì vậy trong video ngày hôm nay, hãy cùng Way to Win tìm ra kẻ ác xuất sắc nhất từng xuất hiện trong Gotham nhé. Let's go! Khác với Pamela Isley trong nguyên tắc gốc, Ivy Pepper có xuất thân hèn mọn, bố của cô, Mario Pepper, người bị thanh tra Bullock bắn chết do tình nghi là hung thủ đứng sau vụ ám sát vợ chồng Thomas và Martha Wayne, trong khi mẹ cô thì cắt cổ tay để tự sát. Ngay từ mở đầu, Ivy đã được mô tả như một đứa trẻ cô độc, yếu đuối bám víu lấy sự sống ngoài rìa xã hội. Từ nhỏ đã chịu đựng sự nóng nảy và bạo lực của người bố, Ivy hình thành nét tính cách có phần kỳ quái, cô khép kín và đề phòng với mọi thứ xung quanh. Cha mẹ lần lượt ra đi, Ivy cứ thế bơ vơ trong một Gotham suy tàn và loạn lạc. Đối với cô, không ai trong thành phố này đáng để tin tưởng. Ivy luôn cho rằng chỉ có cây cối mới không phản bội lại cô, nuôi sống và làm chỗ dựa duy nhất cho cô. Dường như chính tình yêu với thực vật đã khiến Ivy quay lưng với Gotham sau khi chứng kiến sự tàn phá vô độ của con người lên thiên nhiên. Người duy nhất cô bé chịu mở lòng là Selina Kyle, hay chính là Catwoman sau này. Đây cũng chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng lên mối quan hệ giữa Poison Ivy và Catwoman. Cả hai đều là những đứa trẻ lạc lõng trên đường phố đầy hỗn loạn của Gotham, chui rúc ẩn mình trong những ngóc ngách tối tăm nhất của thành phố. Ivy tin tưởng và dựa vào Selina. Selina cưu mang và bảo vệ Ivy. Hai đứa trẻ tìm thấy sự đồng cảm ở nhau, che chở và dựa dẫm cho nhau. Nhưng dường như niềm an ủi duy nhất mang tên Selina ấy chẳng thể giữ Ivy tránh xa khỏi tội ác. Ivy vô hại và đáng thương lang thang trong các ngõ ngách bẩn thỉu, hoàn toàn biến mất khi cô bé rơi vào nguồn nước độc của Hugo Strange. Cơ thể biến đổi thành một thiếu nữ 19 tuổi, nhận thức và thái độ của Ivy cũng thay đổi khác thường. Và ngay khi cô ý thức được sức mạnh của mình thì đó cũng là lúc Gotham có thêm một kẻ phản diện mới, Poison Ivy. Thực vật yêu thương chúng ta, cho chúng ta thức ăn, chỗ ở và khí sạch để thở. Vậy chúng ta đã làm gì để đáp trả? Giết hại chúng vì chúng ta coi thiên nhiên là của riêng. Con người toàn gây ra nỗi đau. Tất cả những kẻ tôi biết chỉ toàn phản bội và làm tổn thương tôi. Có thể tôi từng chỉ biết giữ điều nên làm trong tim, nhưng giờ tôi có khả năng thực hiện nó rồi. Tôi sẽ biến thành phố này về đúng với thực vật, bắt đầu từ những kẻ đã hại tôi. Các người tới số rồi. Cái cách mà Ivy tuyên chiến với Gotham đủ nói lên rằng cô yêu cây cối bao nhiêu thì lại thù ghét con người bấy nhiêu. Ivy sẵn sàng kết liễu Nick khi thấy anh ta bỏ bê những cái cây trong nhà, tấn công những kẻ tiếp cận mình, hay thậm chí sau này, Ivy đã bắt tay với Penguin, tiếp tay cho những hành vi phạm pháp của hắn. Nói về phản diện trong Batman thì chúng ta có thể chia ra làm hai loại. Một loại ác từ trong trứng, loại còn lại ác do dòng đời đưa đẩy, và Ivy thì thuộc loại thứ hai. Rõ ràng từ khi còn là một đứa trẻ, Ivy và mẹ đã phải hứng chịu sự bạo hành từ người bố. Cô bé liên tiếp trải qua cái chết của hai người thân duy nhất và bị đẩy vào ranh giới giữa thiện ác. Chính vì công lý đã làm ngơ trước sinh mạng của Ivy, cô bé hồn nhiên ấy đã nhận thức được rằng tự cô lập bản thân chính là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình khi bất cứ ai xung quanh đều có thể làm hại cô. Và khi có trong mình sức mạnh, cộng thêm với những bất hạnh từng nếm trải, một dã tâm đã được gieo rắc vào bên trong Ivy. Khi còn là một đứa trẻ mồ côi bị ruồng rẫy, Ivy chẳng còn cách nào khác phải chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình. Ivy chính là đại diện cho lớp người dưới đáy của xã hội, bị pháp luật bỏ quên, không tiền, không quyền, không có tiếng nói, dẫu có bất mãn trước thời cuộc cũng chẳng thể làm gì ngoài gồng mình cam chịu. Để rồi khi đã sở hữu sức mạnh, Ivy lựa chọn báo thù những kẻ từng đầy đọa mình như một cách chống trả lại quá khứ đau khổ của bản thân. Động cơ phạm tội của Ivy cũng xuất phát từ tình yêu với cây xanh chứ không hề nằm ở vật chất hay quyền lực. Ngay từ nhỏ, cô đã ăn chay và chẳng có ham muốn phù phiếm nào cho bản thân. Quá nhiều mất mát, quá nhiều bất công trút lên một đứa trẻ. Và khi đặt đứa trẻ ấy trong một bối cảnh như Gotham thì Ivy chỉ có hai lựa chọn, tận dụng mọi khả năng sinh tồn bất kể có tàn nhẫn đến đâu hoặc chết. Và đó chính là cội nguồn hình thành nên cái ác trong một tâm hồn lương thiện. Thế nhưng sau bao lần phạm tội, Poison Ivy vẫn là Ivy, bản chất trong sáng của cô có lẽ vẫn tồn tại trong kẻ phản diện tàn ác ấy. Từ một đứa trẻ biến thành thiếu nữ đôi mươi chỉ trong nháy mắt, có vẻ nét hồn nhiên như vẫn hiện hữu trong Ivy, cô dễ dàng tin tưởng vào Penguin và trở thành cánh tay phải của hắn.
hay chỉ những tội ác Ivy gây ra cũng bắt nguồn khá nhiều từ cảm xúc cá nhân. Minh chứng chính là nỗi uất hận chưa bao giờ nguôi ngoai của cô với Tabitha. Thù hận thì chồng chất nhưng tình thương cô dành cho người chị Selena cũng chưa bao giờ lu mờ. Quan điểm sống của Ivy rất rõ ràng, có thù phải báo, có ơn phải trả. Nhưng với Selena, Ivy sẵn lòng cứu sống cô không phải vì ân tình mà bởi sợ dây kết nối tình cảm gia đình giữa hai đứa trẻ xa lạ cùng cảnh ngộ. Đối với mình, nếu để trả lời xem Ivy có phải vai phản diện đáng gờm dành cho Batman thì mình sẽ nói không. Thế nhưng nếu hỏi Ivy có phải là một phản diện thành công hay không thì hoàn toàn có, và Gotham đã xuất sắc chứng minh điều này. Quả thực dù đóng một vai ác nhưng Ivy lại để lại khá nhiều thiện cảm và cả thương cảm. Người xem cảm thông với chấp niệm tiêu cực của cô về cuộc sống, xót xa cho tuổi thơ chằng chịt những vết thương không bao giờ lành và xúc động trước một trái tim trung thành với ân nhân của mình. Có lẽ các bạn sẽ tranh cãi khi mình đặt Joker vào vị trí số 4, một phản diện nổi tiếng bậc nhất của DC nhưng lại chỉ đứng áp chót thôi ư? Thế nhưng mà khoan đã, đây là Gotham chứ không phải là Batman hay Dark Knight, và đất diễn của Joker trong series này thì không nhiều đâu. Nhưng mà đáng nói hơn là Gotham Joker có đến hai thân phận, Jerome và Jeremiah, cặp sinh đôi máu lạnh nhà Valeska, cả hai đều được thủ vai bởi Cameron Monaghan. Cái hay của Joker trong Gotham nằm ở cá tính khá nhất quán từ lúc mới xuất hiện cho tới cuối phim, mặc dù có hẳn hai cái tên đứng đằng sau. Dù là anh em song sinh, nhưng quá khứ của hai khứa này rất khác biệt. Jeremiah là một thần đồng xuất chúng, trong khi Jerome lại là một kẻ bất cần và cuồng nộ, không ít lần động tay động chân với Jeremiah. Điều này buộc mẹ của cặp sinh đôi phải gửi Jeremiah đến nơi khác, còn Jerome thì sống cùng mẹ trong gánh xiếc nơi bà làm việc, và bà cũng là nạn nhân đầu tiên mất mạng dưới tay hắn. Đối mặt với cái chết của người mẹ do chính mình gây ra, Jerome hả hê như thể đó là chiến công đầu đời vậy. Với Jerome, việc giết người như một cách thỏa mãn thú tính mất kiểm soát của hắn. Kể cả khi bị chuyển đến Arkham, cơn điên của hắn cũng không hề thuyên giảm. Hắn tìm kiếm thú tiêu khiển bằng tội ác và những cái chết. Dường như chưa một ai, chưa một thế lực nào có thể điều khiển được Jerome. Chẳng điều gì có thể khiến hắn sợ hãi, kể cả cái chết. Đặc biệt trong Gotham, Joker của Jerome còn được chết đi chết lại hẳn hai lần, mà chả lần nào là hắn không khoái chí vì được chết. Thậm chí khi Jim Gordon cho hắn cơ hội sống để đấu thú, Joker cũng chẳng ngần ngại chọn cái chết chứ nhất định không khuất phục trước GCPD. Cứ tưởng cơn ác mộng mà Jerome Valeska mang đến cho Gotham đã chấm dứt khi hắn buông tay thả mình rơi xuống từ gờ tường. Nhưng đúng như lời trăng trối của hắn, Joker không phải con người, hắn là một hệ tư tưởng, mà đã là hệ tư tưởng thì không thể bị kết liễu. Và người kế thừa nỗi ám ảnh bao trùm thành phố Gotham không ai khác chính là em trai song sinh của Jerome, Jeremiah Valeska. Khác với Jerome ngông cuồng thích gì làm nấy, Jeremiah có một bộ óc toan tính thiên tài nhưng cũng không kém phần quái gở. Mỗi nước đi của hắn đều được tính toán kỹ càng và danh ma. Mục tiêu của hắn không phải là gieo rắc nỗi sợ lên Gotham. Tất cả những gì Jeremiah muốn là Bruce Wayne và Jim Gordon, hiện thân của công lý trong thành phố tội lỗi này. Cả Jeremiah lẫn Jerome đều sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai. Dù là phe thiện hay ác thì Joker cũng chưa ngán ai bao giờ. Nhưng có lẽ Joker đã chẳng gây được ấn tượng mạnh như vậy nếu không được thủ vai bởi Cameron Monaghan. Dĩ nhiên, không thể mang Gotham Joker ra để so sánh với phiên bản huyền thoại của Heath Ledger. Thế nhưng nếu không bảo toàn được cá tính đặc trưng của nhân vật này thì chắc chắn Joker đã không được ưu ái chiếm sóng hai mùa cuối của Gotham. Bệnh hoạn và điên loạn, danh ma và xảo quyệt, toàn bộ những bản tính vốn có của Joker đều được Cameron phơi bày. Sự điên cuồng toát lên từ ánh mắt cho đến khẩu hình miệng, biểu cảm khó đoán cùng điệu cười man dại, tất cả tạo nên một Joker quỷ quyệt đậm chất DC. Rất nhiều tranh cãi cho rằng Jerome và Jeremiah không thể cùng đại diện cho một nhân vật. Thế nhưng như chính Jerome đã từng tuyên bố, Joker là một khái niệm và chả có quy tắc nào có thể định nghĩa được hắn. Hắn là hội tụ của những tội lỗi hoang dại và xấu xa nhất của Gotham, và có vẻ như một nhân cách là chưa đủ đối với Joker. Tôi tin rằng nếu có nhiều thời lượng lên sóng hơn ngay từ mùa đầu, có lẽ Joker sẽ có vị trí rất cao trong danh sách này. Nhưng biết sao đây, trong khi DC có quá nhiều kẻ ác cũng đáng chú ý không kém vẫn chưa được biết đến rộng rãi như Joker, và đó mới là điều Gotham muốn nhắm đến. Có thể cái tên này sẽ lại là một bất ngờ nữa cho không ít người. Barbara Keane thì có gì ấn tượng? Vậy có bao giờ các bạn thắc mắc tại sao Barbara lại có tần số xuất hiện dày đặc suốt cả 5 mùa phim chưa? Ngay từ đầu series, Barbara đã hiện lên với một chân dung rất danh giá, vẻ ngoài xinh đẹp và học thức, gia thế đáng ngưỡng mộ, điều hành một triển lãm nghệ thuật. Đã vậy, cô còn có một cuộc tình trong mơ với điều tra viên mẫn cán bậc nhất GCPD. Khi xem những tập đầu tiên của Gotham, không ít khán giả nhận định chắc nịch rằng với profile đứng đắn và sạch sẽ như vậy, ắt hẳn Barbara Keane phải nằm trong tuyến nhân vật chính diện, trung thành với công lý. Quả thật, Barbara rất chính trực, cô luôn phản đối việc hôn phu của mình, thanh tra Jim Gordon lạm dụng bạo lực để can thiệp quá sâu vào công tác điều tra. Vậy nhưng khác với nguyên tắc của Batman, nhà sản xuất Bruno Heller đã tách Barbara hoàn toàn khỏi cốt truyện gốc. Từ một cộng sự cận kề bên Jim Gordon, Barbara chuyển mình trở thành nữ tội phạm gian ác, ngày đêm đục quét Gotham. Nhưng điều gì đã biến Barbara từ một phụ nữ gương mẫu và vị tha thành kẻ tội đồ của thành phố? Vậy trước tiên, hãy nói đến đời tư của nhân vật này.
Nền tảng gia đình sáng giá nhưng tình cảm giữa cô và cha mẹ lại không mấy tốt đẹp. Họ căng thẳng và lạnh nhạt, dường như đó không phải gia đình mà cô thuộc về. Cuộc tình của Barbara và Jim xem chừng có vẻ rất hạnh phúc, nhưng thực chất, chính cô cũng cảm thấy bản thân bị cô lập trong mối quan hệ này khi Jim bị cuốn vào trách nhiệm thực thi công lý. Chỉ có Barbara luôn ủng hộ sự nghiệp của Jim, trong khi anh có vẻ như chưa bao giờ từng nghĩ đến người vợ tương lai của mình. Dần dần, Barbara lùi về phía sau Jim, trong khi anh thì chỉ nhìn về phía trước. Cộng thêm với những hiểu lầm và bất đồng, cả hai chia tay trong sự dằn vặt của Barbara. Lúc này, người phụ nữ chỉnh chu và khuôn mẫu đã không còn. Barbara rơi vào hố sâu ân hận vì quyết định của chính mình. Chìm trong suy sụp, cô đánh mất sức sống. Và từ đây, muôn lửa châm ngòi cho tội ác bắt đầu nhen nhóm trong Barbara. Vật lộn trong tuyệt vọng, cô buông thả bản thân. Chính lúc này cô gặp Jason Skolimski hay The Orc, gã sát nhân đôn trăng biến thái. Barbara không chút phòng thủ mà rơi vào bẫy của The Orc, bị bắt cóc và tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Hắn đẩy cô lún sâu vào những chấn thương tâm lý vốn đã trầm trọng. Barbara đã sụp đổ, cô hoàn toàn nằm trong tay The Orc. Hắn thao túng và ép buộc cô phải sát hại người thân của mình, buộc cô phải đưa ra lựa chọn chứng kiến cái chết của cha mẹ. Vì hắn yêu cô, hắn sẵn sàng giết bất cứ ai vì cô. Trước sự cầu xin của cha mẹ, Barbara quên hẳn đi bản năng của mình. Cô hoang mang về thực tại, không thể phân biệt đâu là thiện ác. Được Jim Gordon cứu thoát, nhưng chính lúc đó cô đã tận mắt chứng kiến ba cái chết trong vòng một đêm. Dường như giờ đây, một nhân cách bất ổn và đen tối đang sống dậy trong cô. Nếu nói cuộc chia tay với Jim Gordon đã dồn Barbara đến bờ vực của đạo đức, thì The Orc chính là bàn tay đã đẩy cô xuống hố sâu tội lỗi. Gotham đã khai sinh một nhân vật Barbara Keane khác biệt hoàn toàn với những gì chúng ta đã biết. Thay vì chỉ đơn thuần là một phụ tá tận tụy bên cạnh Jim Gordon, ở series này, người xem sẽ thấy một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ đúng nghĩa cùng hội tụ trong một ả tội phạm. Có thể nói tính nữ của Barbara được thể hiện khá khéo léo kể cả dưới danh phận phản diện. Cô yêu nồng nhiệt đến nỗi bị ám ảnh bởi tình yêu với Jim Gordon. Cô cũng biết đau đớn ghen tuông, cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu thôi thúc Barbara hủy hoại Jim và người tình mới Lee Tompkins. Barbara yêu Jim bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Và như thể Jim Gordon luôn là kẻ thù không đợi trời chung của cô. Kể cả khi coi Jim là đối thủ, Barbara cũng khao khát trở thành vợ anh như dự định hai người từng đặt ra về một đám cưới. Nhưng rốt cuộc, chỉ có Barbara mù quáng trước tình yêu, trong khi Jim lại quá lý trí. Cô sẵn sàng buông tay Jim để đón nhận cái chết, chứ nhất định không muốn sống trong ý niệm anh đang hạnh phúc cùng cô gái khác. Barbara phiên bản phản diện là ví dụ điển hình về tính nữ độc hại khi để tình yêu hủy hoại đạo đức. Nhưng mặt khác, cô cũng rất đáng thương khi bị chấn thương tâm lý dày vò đến đánh mất chính bản thân. Trên tất cả, bản năng làm mẹ của Barbara mới là điều cố hữu ở cô. Khán giả luôn được thấy một Barbara cuồng loạn, bất cần coi thường tất cả. Từ khi bị chiếm hữu bởi cái ác, hiếm khi cô ả bộc lộ nỗi sợ. Chỉ đến khi bị Nyssa Gunn khống chế bằng tính mạng của đứa con vừa chào đời, Barbara mới hoảng loạn khuất phục trước Nyssa. Thử động tới con tao xem, rồi tao sẽ cho mày hóa thành tro y như bố mày. Vì đứa trẻ, Barbara sẵn sàng hạ mình, sẵn sàng hy sinh tất cả và cũng sẵn sàng hủy hoại tất cả những kẻ dám làm hại đến con cô. Dưới sức nóng của Suicide Squad ra mắt vào năm 2016, không ít người hâm mộ bày tỏ nguyện vọng muốn được thấy Harley Quinn trong Gotham. Nhưng đáp lại mong mỏi của công chúng, giám đốc sản xuất John Stephens tuyên bố Gotham chẳng cần gì đến Harley trong khi đã có Barbara. Dù vậy, các fan cứng của series này cũng nhiều lần khẳng định Barbara chính là Harley trong Gotham vì gần như đây là nhân vật nữ duy nhất có tương tác với Joker. Đồng thời, Barbara cũng có khá nhiều điểm tiệm cận về tính cách với Harley, cả hai đều yêu đương mù quáng, đều điên cuồng và hài hước. Tuy nhiên với mình, Barbara lại có nhiều khía cạnh nổi bật hơn khi được khai thác cả trên phương diện của một người mẹ. Đồng hành cùng Barbara Keane trong 75 tập phim, tương đương với 75% thời lượng của Gotham, nữ diễn viên Erin Richard đã phác họa khéo léo một nữ phản diện với rất nhiều tầng nghĩa đại diện. Nhiều ý kiến chưa thỏa mãn với cá tính và tạo hình có phần công nghiệp của Barbara, nhưng đặt Erin vào một chất liệu kinh điển như DC Comics, cô đã phát huy tối đa mọi lợi thế của bản thân và nhân vật này, cho ra đời một Barbara vừa đáng gờm, vừa đáng thương trong mắt khán giả. Nếu nói tri thức là sức mạnh, thì chắc The Riddler có lẽ chính là kẻ thù khiến Batman phải ngán ngẩm nhất. Cho ai không biết thì hắn sở hữu mức IQ nằm trong khoảng 150 đến 160, ngang ngửa với một thiên tài. Trong Gotham cũng vậy, trí tuệ của The Riddler được mô tả nổi bật trong thân phận của Enigma, từng giữ vị trí thanh tra pháp y cho GCPD với vốn hiểu biết phong phú, tuy nhiên IQ của S lại không cao cho lắm. Hắn khiến đồng nghiệp phớt lờ bởi thói quen nói chuyện và hành vi khó hiểu có phần lập dị. Chính S cũng mơ hồ ý thức được sự quái đản của bản thân khi nhận ra có một nhân cách thứ hai tồn tại trong tâm trí của mình. Không ai khác, chính là The Riddler, bản ngã đen tối của Edward Nygma. Bắt đầu bằng việc sát hại gã người yêu vũ phu của Kristen Kringle, nữ đồng nghiệp mà hắn thầm đơn phương, hắn tìm ra niềm khoái lạc khi kết liễu một mạng người và để lại những hoài nghi về chân tướng vụ án. Thậm chí ngay cả Kristen cũng trở thành nạn nhân của Ed. Hắn say mê với sự tò mò của mọi người trước những manh mối nửa vời trong cái chết mà hắn là thủ phạm.
Kể từ đó, Enigma bắt đầu hành trình phạm tội của mình. Dù cũng có một quá trình diễn biến tâm lý, nhưng không giống với Ivy hay Barbara, Ed chẳng cần bất kỳ mồi lửa nào để thiêu đốt đạo đức của bản thân. Chính hắn tự hoàn thiện cái ác trong mình bằng dã tâm vô tận và tâm lý bấp bênh của một kẻ tâm thần. Cháo trở và bệnh hoạn, Enigma là một nhân tố nguy hiểm đe dọa đến an toàn của bất kỳ xã hội nào, vì hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để thỏa mãn thú tính của bản thân. Thẳng thừng đâm sau lưng Penguin, xuống tay với chính người mình yêu, dàn dựng khủng bố ngay dưới mũi GCPD. Chẳng hành vi phạm pháp nào khiến Edward ghê tay, thậm chí hắn còn tự hào coi chúng như những chiến tích để tự mãn với bản thân, vì hắn là một kẻ rối loạn nhân cách ái kỷ mà. Thành phố này sẽ phải cúi đầu trước Riddler, bọn họ sẽ không được ngẩng lên cho đến khi tao cho phép. Nhân cách bất lương, tâm lý lệch lạc đến điên loạn cộng hưởng với tư duy hơn người, thẳng thắn mà nói thì Edward chính là mối nguy cho Gotham. Khác với một số nhân vật vừa được đề cập, mình không mong đợi sự cảm thông nào của khán giả dành cho hắn. Tất cả những gì Ed mang đến chỉ là nỗi bất an, ghê sợ trước bản chất biến tướng của một con người. Đem lại thái độ phòng thủ cho người xem chính là thành công của một phản diện, và Enigma đã thể hiện chính xác năng lượng tiêu cực đó trên màn ảnh. Đôi lúc, trí khôn phải được trao cho đúng người, chứ nếu không thì cũng chẳng khác gì hiểm họa cho xã hội phải không nào? Cuối cùng quán quân của chúng ta cũng lộ diện rồi đây. Oswald Cobblepot, hay quen thuộc hơn, chính là Penguin. Không phải Falcon hay Sal Maroni, Penguin mới chính là cái tên gây ấn tượng nhất trong thế giới ngầm của Gotham. Xuất thân là kẻ hầu cận hèn kém của bà trùm Fish Mooney, chỉ biết đứng sau lưng treo ô và cúi đầu phục tùng trước bà ta. Thế nhưng chính Penguin lại là kẻ thổi bùng lên cuộc nội chiến giữa các thế lực ngoài vòng pháp luật của Gotham. Suốt 5 mùa phim, không thể đếm nổi bao nhiêu lần hắn lật lọng phản bội chủ nhân, ra tay giết người hay chèn ép thuộc hạ. Chân dung của Penguin hội tụ toàn bộ những bản tính thối tha và hèn hạ nhất của một con người. Vậy tại sao một kẻ biến chất như hắn lại trở thành điểm sáng cho series? Câu trả lời nằm ở bản ngã sâu thẳm nhất của Penguin là một Oswald Cobblepot với muôn vàn những phẩm chất đáng trân trọng. Trước tiên, điều dễ thấy nhất ở Penguin là tình thân mãnh liệt giữa hắn và người mẹ, bà Gertrude. Penguin tôn thờ mẹ mình, tưởng như hắn có thể đi mọi ngóc ngách trên thế gian chỉ để đổi lấy nụ cười của bà. Con trai tôi chưa từng đi đâu lâu đến vậy, hộp đêm là công việc của nó, làm việc rất muộn nhưng nó luôn luôn về nhà với mẹ. Bên ngoài Gotham, Penguin có thể là kẻ đê tiện và đốn mạt, thế nhưng khi ở bên cạnh Gertrude, hắn chẳng khác nào một chú cún bé nhỏ quấn quýt lấy chủ nhân. Mọi sự tử tế và đôn hậu hắn có đều dành trọn cho người mẹ. Người ta có thể giày xéo hắn, chửi rủa hắn, nhưng mẹ hắn thì tuyệt đối không. Penguin không cho phép kẻ nào động đến bà. Rõ ràng giữa một bối cảnh khắc nghiệt như Gotham, Gertrude lại rất vô lo vô nghĩ, bà nhạy cảm và mộng mơ như một đứa trẻ. Có vẻ như Penguin đã bảo vệ bà khỏi mọi sự đen tối ngoài xã hội. Hắn thỏa hiệp với mọi bất hạnh của bản thân, nhưng mẹ hắn thì phải được hạnh phúc. Tình thương và sự dịu dàng của Penguin là vô bờ, nhưng hắn chỉ dành cho một người, bà Gertrude. Bà là động lực sống duy nhất của Penguin, niềm an ủi thuần khiết cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời tăm tối của hắn. Nhưng chính tình mẫu tử cũng là điểm yếu của Penguin khi hắn chấp nhận đánh đổi tất cả vì mẹ. Nắm được điều này, Theo Calvin đang xuống tay hạ sát Gertrude. Bức tường tâm lý của Penguin từ đó cũng hoàn toàn sụp đổ. Đau đớn tột cùng nhưng trước người mẹ sắp chết của mình, Penguin vẫn tha thiết vỗ về bà. Không sao đâu mẹ ơi, không sao cả, mẹ con mình đoàn tụ rồi, điều đó mới quan trọng. Chẳng có gì cay đắng và phẫn nộ hơn việc mẹ mình chết vì mình. Penguin rơi vào khủng hoảng và cuồng loạn. Không có mẹ, hắn cũng chẳng còn gì để mất. Hắn lao vào tấn công Gallivan để thỏa mãn nỗi uất hận. Kể cả phải đối mặt với họng súng, hắn cũng chẳng run sợ. Bất hạnh hơn cả là dù đã tìm lại sự lương thiện sau khi rời khỏi Arkham, cái ác cũng không buông tha cho hắn. Đoàn tụ với Alia Vandan, cha đẻ cũng là người thân cuối cùng của mình. Những tưởng Penguin sẽ được sống một cuộc đời mới bên cạnh gia đình êm ấm. Nhưng mẹ kế cùng hai đứa con riêng của bà ta lại nhẫn tâm đầu độc Elia để độc chiếm tài sản và tiếp tục đày đọa Penguin, buộc hắn phải ra tay trả thù bọn họ, quay lại con đường sai trái. Cứ như thể cuộc đời sẽ không cho phép Penguin hưởng một hạnh phúc nào trọn vẹn vậy. Không ít lần, Penguin đâm sau lưng hết người này đến người khác, từ Fish Mooney đến Falcon. Thế nhưng hắn không bao giờ phản bội lại Jim Gordon, cho dù bị anh ta lạnh nhạt đến mức coi thường. Thậm chí hắn còn đứng ra bảo vệ viên thanh tra, dường như hắn tin tưởng rằng Jim chính là người duy nhất dám đứng ra để thanh lọc lại Gotham. Không giống như Riddler hay Ivy, Penguin luôn muốn thành phố này trở về với bản chất trong sạch. Hắn ý thức được, Gotham dẫu có loạn lạc thì vẫn là chỗ trú ngụ của không ít công dân vô tội. Vì vậy, hắn không được phép hủy hoại thành phố này. Hắn liều mạng ngăn cản âm mưu đầu độc Gotham của Joker hay lựa chọn cố thủ cho thành phố sắp sụp đổ trước thế lực của Bane. Cho dù là một kẻ máu lạnh sừng sổ đến đâu, Penguin cũng không hề muốn tàn phá Gotham, mà đơn giản, hắn chỉ muốn bảo vệ quyền lực và vị trí của mình trong thành phố. Đúng vậy, chỉ có quyền lực mới có thể xoa dịu được Penguin. Hắn căm ghét sự khinh thường của Fish Mooney, sự cầm tù của Hugo Strange và sự thanh trừng của Maroni. Hơn tất cả, hắn phải là người đứng đầu của những kẻ đó. Bằng không, số phận của Penguin sẽ nằm dưới mũi giày của thế giới ngầm. Quỷ quyệt và lưu manh như vậy, nhưng bản thân Penguin lại rất nặng tình, không chỉ với cha mẹ.
Penguin hy sinh một mắt để che chắn cho Edigma. Dù bị anh ta bán đứng nhưng nhất định vẫn bảo vệ Ed. Penguin chấp nhận bị ngược đãi trong Arkham chỉ để bảo toàn mạng sống cho cậu bé cơm Martin, hay trao niềm tin vô điều kiện cho Sofia Falcon rồi nhận lại cú lật lọng cay đắng từ cô ta. Sau tất cả, Penguin chỉ là một kẻ phản bội và bị phản bội. Hắn không theo đuổi tội ác, những gì hắn làm chỉ nhằm mục đích tạo ra quyền lực cho bản thân và trả thù những kẻ đã vùi dập hắn. Nhưng đôi lúc, hắn cũng vì nặng lòng mà tha thứ và sẵn sàng tương trợ cho những kẻ từng quay lưng với mình. Penguin khơi dậy sự đáng ghét đến đáng sợ và cuối cùng là đáng thương. Người xem vừa chán ghét những hành vi của hắn, nhưng đồng thời cũng thương cảm cho một số phận nghiệt ngã và ngang trái. Để nói về Penguin, chúng mình nghĩ video này sẽ không thể đầy đủ và chi tiết về nhân cách cũng như năng lực đáng nể của hắn. Nhưng mình tin, nếu đã từng xem qua một mùa Gotham, không ai có thể quên được tên Marco do Robin Lord Taylor thủ vai. Một kẻ ác xuất sắc đến nỗi độ nhận diện ngang ngửa với dàn nhân vật chính diện. Thậm chí khán giả đôi lúc còn đứng về phía Penguin, dẫu biết những gì hắn làm là sai trái. Có lẽ nếu được nuôi dạy ở một nơi khác không phải Gotham, mình tin rằng Penguin sẽ là một công dân lương thiện. Với những nhận định kể trên, không ai khác ngoài Penguin xứng đáng hơn với vị trí quán quân trong danh sách này. Thực sự, Penguin của Gotham là một thành công rất đáng tán dương, khiến không ít fan DC mong đợi một phần ngoại truyện dành riêng cho nhân vật này. Có thể các bạn chưa biết, ở bối cảnh trong Titans do HBO Max sản xuất, quê hương của người rơi được mô tả là một thành phố tội ác, đến nỗi chính Batman sau này cũng trở nên biến chất và cực đoan. Gotham không có khái niệm công lý và tình người, để tồn tại được ở đây, con người buộc phải trà đạp lên lương tâm mà sống. Và ở bối cảnh đó, những cái ác đã được khai sinh. Năm là số nhân vật phản diện khiến mình phải cảm thán trong Gotham. Nhưng xuyên suốt chuỗi phim, chúng ta hoàn toàn không khó để bắt gặp những cái tên cũng ấn tượng chẳng kém cạnh, từ Fish Mooney, Theo Gallivan hay Hugo Strange. Thành tựu lớn nhất của Gotham mà mình cảm nhận được chính là dàn phản diện sáng tạo không hề phụ thuộc vào nguyên tắc gốc. Vậy đâu là kẻ ác đáng nhớ nhất với bạn trong Gotham? Cùng chia sẻ dưới phần bình luận cho chúng mình biết nhé! Còn giờ thì Way to Weird out!